Xin chào các bạn. Đầu tiên thì tôi xin gửi lời cảm ơn tới các bạn vì các bạn đã quan tâm tới khoa của chúng tôi. Và ở bài đầu tiên này thì tôi xin được phép là giới thiệu về các cái phần mềm cơ bản của ngành may. Và hiện tại thì chúng ta đang có 3 phần mềm chính. Một là Gerber, hai là Nexa, ba là Orbitech. Và khoa này của chúng ta thì đang học về cái phần mềm Nexa. Và tôi xin phép được giới thiệu về cái phần mềm Nexa này trước. Ở đây thì chúng ta gồm 3 phần. Một là phần Monolith, hai là phần Yamino và ba là phần Zbrain. Đầu tiên là về cái phần Monolith V7R2. Và ở đây là phiên bản, các phiên bản khác nhau thì nó sẽ có cái tên khác nhau. Và tôi đang sử dụng là phiên bản V7R2 để hướng dẫn các bạn. Về cái phần Monolith thì nó bao gồm là các phần là thiết kế, chỉnh sửa mẫu, nhảy mẫu và phần lập thống kê chi tiết. Khi mà xong cái phần mẫu rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang phần Yamino. Ở đây mình đang dùng bản Yamino V5R4 và có các bản là V6. V6 bao gồm là V6R1, V6R2. Và khi mà học đến cái phần mềm rác sơ đồ này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cả bản V5 này và bản V6. Bởi vì từ bản V6 trở đi thì cái cách khai báo và cái thông tin sơ đồ nó sẽ hơi khác một chút. Nó chỉ khác phần đầu thôi, còn lại tất cả những phần bên trong thì đều tương tự như nhau. Còn tiếp theo nữa, đấy là phần Zbrain. Zbrain là cái phần khi mà bạn rác sơ đồ hoàn chỉnh rồi thì bạn đưa cái sơ đồ này để sang file in thì bạn phải dùng qua thằng Zbrain hoặc là qua một thằng Vgreen nữa. Ở đây thì tôi hay sử dụng là Zbrain này. Cái này để mình xuất sang cái file in. Và khi mà xuất sang file in ý, thì mình sẽ chuyển sang cái máy in. Và máy in thì mình ở đây đang đang sử dụng là bản của Hanbon. Và sau này khi mà làm ý, thì tôi sẽ dẫn các bạn cái phần này xuất sang file in và in như thế nào. Đây là toàn bộ cái quy trình ở đây. Ngoài ra thì cái phần mềm này, ngoài ra cái phần mềm Nexa này thì còn có các phần mềm như Gerber này. Và tôi đã có khóa online của cái phần mềm Gerber này. Đây cái Gerber này. Và bên này là bên Orbitech. Orbitech hiện tại đây là Orbitech 17 này. Ở đây là Orbitech 12 này. Phần này là phần convert của nó. Và các bạn nào mà đăng ký khóa học của cái phần mềm Orbitech này thì mình sẽ hướng dẫn thật là kỹ về các cái phần này. Và một cái điều lưu ý khi mà sử dụng phần Lecture này, chúng ta đã học Lecture nhé. Một phần lưu ý khi sử dụng Lecture. Đầu tiên là yêu cầu là các bạn là sẽ sử dụng là tắt phần Caps Lock đi. Ở trên màn hình có phần Caps Lock, tức là cái phần viết hoa đấy. Thì bạn sẽ tắt nó đi. Thứ hai là bạn bỏ chế độ tiếng Việt và chuyển sang chế độ tiếng Anh. Ví dụ đây chẳng hạn này. Đây bạn để chế độ tiếng Anh này. Không để tiếng Việt nữa. Lý do vì sao mà tắt Caps Lock? Bạn tắt Caps Lock đi bởi vì là bên trong đấy nó có một số các cái lệnh và mình sẽ đi sâu vào cái lệnh khi mà mình vào trong phần mềm đấy. Và bạn nhớ là nếu như bạn để cái lệnh đấy thì bạn bạn hiểu nó giống giống như việc là các bạn đang sử dụng Word ấy. Nếu mà bạn sử dụng viết hoa chẳng hạn thì bạn sẽ sử dụng là giữ shift, và ở bên Lecture thì tương tự như vậy, bạn cũng giữ shift như thế để tránh hiện tượng là nó bị đảo lộn các thông tin gây nhầm lẫn cho bạn. Và khi mà xong phần này rồi thì mình sẽ sang phần tiếp theo.